chào các bạn, vậy là đã có thông tin chắc chắn rằng ngày 18 tháng 2, dòng Galaxy A2017 thế hệ mới sẽ được bán chính thức tại Hà Nội. Đồng thời, Samsung cũng đem đến một tin hấp dẫn dành cho các tín đồ mê công nghệ với chương trình đặt hàng trước đối với hai sản phẩm A5 và A7 2017 từ hôm nay cho đến hết ngày 17 tháng 2, đi kèm quà tặng khủng trị giá tới 2 triệu. Các bạn hãy cùng đón xem thông tin chi tiết hơn qua video sau đây của DDReview nhé! Đầu tiên là yếu tố quan trọng mà nhiều người dùng quan tâm nhất, đó là về giá thành. Giá bán chính xác của A5 2017 là 8.990.000 và 10.990.000 là giá của A7 2017. Đặc biệt, khi đặt mua hai sản phẩm này từ ngày hôm nay đến ngày 17 tháng 2, khách hàng còn nhận được quà tặng hấp dẫn với loa Bluetooth Samsung đổi màu theo giai điệu trị giá 1.990.000. Đây là sản phẩm mới của Samsung mang thiết kế tối giản hiện đại với hình dáng thời trang đi kèm khả năng lan tỏa âm thanh vòm 360 độ, kết hợp dải đèn LED 16 triệu màu độc đáo, tùy biến theo giai điệu, tận hưởng âm nhạc sôi động hơn với 4 chế độ đèn linh hoạt, cùng với thời lượng pin lên tới 8 tiếng, rất thích hợp để mang trong những chuyến du lịch dã ngoại. Quả thực, đây là quà tặng rất hấp dẫn dành cho các tín đồ mê sung nói riêng và các bạn trẻ yêu công nghệ nói chung. Ngoài ra, Samsung còn rất ưu ái đối với khách hàng mua hai sản phẩm A5 và A7 2017 này. Hãng sẽ cho tặng gói bảo hiểm tai nạn bất ngờ cho những tổn thất được gây ra không lường trước được, bao gồm những trường hợp như rơi vỡ hay vào nước hư hỏng máy. Hơn nữa, còn kết hợp cùng cơ hội trả góp với lãi suất 0%, ưu đãi đặc quyền này bắt đầu từ ngày 18 tháng 2 đến hết ngày 31 tháng 3. Tại sao hai sản phẩm dòng Galaxy A2017 này lại được Samsung ưu ái trao nhiều ưu đãi, quà tặng hấp dẫn cũng như thu hút được đông đảo sự chú ý của người dùng như vậy? Bởi vì một ngôn ngữ thiết kế tinh xảo, kết hợp tuyệt mỹ giữa vẻ đẹp độc đáo của kim loại cao cấp, vẻ đẹp cuốn hút của kính 2.5D ở mặt trước và kính cong 3D ở mặt sau, mang lại một thiết kế sang trọng đầy tinh tế, đi kèm ba tùy chọn màu sắc thời trang là đen thiên thạch, vàng thạch anh và hồng anh đào. Dòng Galaxy A2017 lần đầu tiên được tích hợp khả năng kháng bụi và nước đạt chuẩn IP68, thách thức các điều kiện thời tiết khắc nghiệt, giúp bạn luôn tự tin trong mọi hoàn cảnh. Bên cạnh đó, đi kèm với camera cực chất và ấn tượng với 16 megapixel dành cho cả camera chính và camera selfie, đem đến hình ảnh sắc nét đến từng chi tiết nhờ vào sức mạnh của khẩu độ lớn f1.9. Đặc biệt, máy còn sở hữu nhiều chế độ chụp ảnh thông minh, mang đến trải nghiệm thú vị hơn bao giờ hết. Việc nắm trong tay những điểm sáng nổi bật trên quả thực không lấy gì làm lạ khi A5 và A7 2017 lại trở nên hấp dẫn như vậy. Nhưng còn lẽ với mức giá mà nhà sản xuất đưa ra vẫn còn là khá cao và chưa thực sự phù hợp túi tiền của đại đa số người dùng. Hiện nay tại Diệu Thông Minh, sản phẩm tiền nhiệt A7 2016 giá 5.790.000 đều không thể bỏ qua. Đặc biệt, tại Diệu Thông Minh đang có chương trình khai xuân dành tặng những khách hàng mua A7 2016 sẽ được tặng kèm một gậy selfie cùng một combo ốp lưng Clearview và dán cường lực với khách hàng sử dụng gói DK Plus và DK S. Các bạn có thể tham khảo thêm các sản phẩm Samsung đa dạng hấp dẫn khác tại website diệuthongminh.vn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại!